Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính sau đây. 1. Cụ bà khỏi hẳn bệnh tật, sống thọ 130 tuổi nhờ ăn loại rau này hàng ngày, càng ăn càng sống thọ. 2. Nấu lá hẹ với thứ này 100 điều kỳ diệu. Và 3. Bỏ hành lá đi, trứng rán với thứ này đuổi ung thư, sợ hãi tránh xa. Sau đây là nội dung đầu tiên. Cụ bà khỏi hẳn bệnh tật, sống thọ 130 tuổi nhờ ăn loại rau này hàng ngày, càng ăn càng sống thọ. Quý vị thân mến, một cụ bà tên Tống Liên tại Trung Quốc đã chia sẻ bí quyết ăn loại rau giúp thải độc gan thận, về già không bị bệnh tật và kết quả thật bất ngờ khiến triệu người làm theo. Thưa quý vị, thận là một trong số những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Với chức năng lọc máu, thải độc tố ra khỏi cơ thể, nên hoạt động của thận ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Một khi chất độc quá tải, sẽ gây ra tình trạng suy thận, sỏi thận. Tuy nhiên, do thói quen ăn uống thiếu lành mạnh mà rất nhiều người hiện nay mắc các vấn đề liên quan đến thận. Khi gặp các vấn đề về thận, điều đầu tiên chúng ta cần làm là thay đổi chế độ dinh dưỡng trong việc ăn uống và tập luyện. Cùng với đó là phải xây dựng một phác đồ điều trị hợp lý. Tuy nhiên, bên cạnh việc dùng tân dược để điều trị bệnh, quý vị có thể sử dụng một số loại thực phẩm từ tự nhiên để điều trị và phòng ngừa các bệnh liên quan đến thận. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường có thói quen ăn những đồ ăn thiếu lành mạnh, ít vận động nên dễ dẫn đến thận phải làm việc quá tải để đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Do đó, việc thực hiện các thực phẩm lành mạnh có khả năng hỗ trợ thải độc là điều cực kỳ cần thiết. Một trong số đó phải kể đến là rau mùi tây. Đây là loại rau giúp thải độc trong cơ thể, đặc biệt là ở thận, cùng rất nhiều công dụng tuyệt vời giúp cho rất nhiều người chữa khỏi bệnh và sống khỏe mạnh trường thọ. Rau mùi tây có hình dạng khá tương đồng với rau mùi của Việt Nam, nhưng lá đậm và dày hơn, thường được cắt nhỏ và cho cả các món ăn sau khi đã nấu để tăng thêm hương vị. Rau mùi tây còn là thực phẩm rất giàu các dưỡng chất thực vật để chữa các bệnh và chống oxy hóa, rất có lợi cho sức khỏe, nhất là trong việc giải độc thận. Một bộ phận giúp cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh và chống lại các bệnh tật khác. Những lợi ích tuyệt vời của rau mùi tây sẽ giúp quý vị hiểu rõ lý do vì sao nó được lựa chọn và ưu ái trong việc làm sạch và tăng độ khỏe đối với thận. Đầu tiên phải kể đến tác dụng nâng cao sức khỏe và ngăn ngừa sỏi thận. Rau mùi tây đóng vai trò như một loại thuốc lợi tiểu và nó giúp loại bỏ các chất thải và độc tố, đồng thời bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cơ thể. Rau mùi tây còn hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận và sỏi mật một cách hiệu quả. Bởi vì mùi tây có chứa một lượng natri rất thấp, nên nó giúp ổn định huyết áp, đồng thời ngăn ngừa sự tích tụ canxi, oxalat trong thận. Từ đó, giúp ngừa sự hình thành của sỏi thận. Tất cả điều này là nhờ vào tác dụng ổn định huyết áp và lọc thận tốt. Bởi vì nếu huyết áp của quý vị tăng cao, có thể làm hỏng và làm xơ cứng các mạch máu trong thận, dẫn đến sự tích tụ của các chất thải và hình thành sỏi thận. Ngoài công dụng thải sạch độc tố cho thận, quý vị thường xuyên ăn rau mùi tây sẽ mang lại những lợi ích sau. Thứ nhất, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Mùi tây và tinh dầu mùi tây được sử dụng để điều trị một số triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, táo bón, đầy bụng, khó tiêu và buồn nôn. Theo các chuyên gia, mùi tây có lợi cho tiêu hóa vì tinh dầu trong nó có thể giúp tăng sản xuất mật và dịch vị. Có lợi cho chức năng của enzyme liên quan đến hấp thụ thức ăn và chất dinh dưỡng. Để sử dụng tinh dầu mùi tây, bạn có thể cho tinh dầu vào bồn tắm hoặc pha loãng và xoa lên vùng bụng để giảm đau. Thứ hai, tăng cường mật độ xương. Chỉ cần sử dụng 10 nhánh rau mùi tây
là đủ để cung cấp lượng vitamin K hàng ngày cho cơ thể. Điều này có thể giúp bảo vệ chống lại nguy cơ gãy xương ở người già, vì nó giúp tạo ra protein cho xương và quá trình đông máu. Thứ ba, ngăn ngừa ung thư. Sự mất cân bằng về mức độ chất chống oxy hóa và các gốc tự do dẫn đến sự phát triển của một số bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư. Trong khi đó, mùi tây rất giàu chất chống oxy hóa là flavonoid và vitamin C, giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể và có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống nhiều flavonoid có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết lên đến 30%. Ngoài ra, flavonoid, piricetin và apigenin cũng có chứa hoạt chất chống ung thư trong các nghiên cứu. Thứ tư, bảo vệ tim mạch. Các bệnh về tim như đau tim và đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Chế độ ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc và uống nhiều rượu đều có thể góp phần gây ra bệnh tim. Mùi tây có nhiều hợp chất thực vật, bao gồm cả chất oxy hóa, carotenoid, được phát hiện có lợi cho sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim. Chế độ ăn giàu carotenoid đã được chứng minh là cải thiện các yếu tố nguy cơ bệnh tim như viêm mãn tính, cũng như tăng huyết áp và mức cholesterol xấu. Thứ năm, bảo vệ mắt. Lutein, beta-carotene và zeaxanthin là ba loại carotenoid. Chất chống oxy hóa có trong mùi tây, chúng giúp bảo vệ đôi mắt, cải thiện thị lực khỏe mạnh. Lutein và zeaxanthin có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một bệnh mắt không thể chữa khỏi và là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên khắp thế giới. Nghiên cứu kết luận rằng ăn thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa điểm vàng giai đoạn cuối lên đến 26%. Thứ sáu, tăng cường sức khỏe gan. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mùi tây có thể giúp tái tạo tế bào gan và điều chỉnh các enzyme trong gan. Chất xuất từ mùi tây đã được chứng minh có thể ngăn ngừa các tổn thương gan cũng như tăng cường sức khỏe lá gan hiệu quả. Chính vì những công dụng trên, nếu quý vị muốn có một tuổi thọ cao mà vẫn khỏe mạnh, ít bệnh tật ghé thăm như cụ Tống Liên, thì quý vị hãy thường xuyên bổ sung loại rau gia vị này vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Nấu lá hẹ với thứ này, 100 điều kỳ diệu. Quý vị thân mến, theo nghiên cứu hiện đại, cây lá hẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, có thể mang lại nhiều công dụng hữu ích cho sức khỏe như cải thiện chức năng gan, thận, cải thiện chất lượng giấc ngủ, trị tiểu đường, thậm chí ngăn ngừa bệnh ung thư. Nếu biết sử dụng lá hẹ, có thể mang lại cho bạn những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Sau đây là những món ăn chế biến cùng với lá hẹ, giúp lọc sạch gan thận, bồi bổ cơ thể. Nếu quý vị sử dụng hợp lý, sẽ mang lại ngàn công dụng cho sức khỏe, cụ thể như sau. Món ăn thứ nhất, canh hẹ nấu thịt và đậu hũ giúp thải độc gan. Nguyên liệu gồm có 1 nắm hẹ, 100g thịt lợn băm nhỏ hoặc sườn thăn, 200g đậu phụ và gia vị. Cách làm, xào thịt, sườn đã nêm gia vị vừa ăn. Gần chín tới thì cho hẹ vào đảo lên. Sau đó cho vào nồi, nấu canh lượng nước vừa đủ cả gia đình ăn. Lúc này gần sôi thì cho đậu phụ cắt nhỏ vào. Quý vị lưu ý, không nấu hẹ quá chín sẽ bị dai và mất đi hiệu quả dược tính. Đậu phụ chỉ cần nước sôi thả vào rồi tắt bếp ngay để giữ được vị béo của đậu cùng với hàm lượng dinh dưỡng có trong đậu phụ. Món ăn này nên ăn nóng. Thịt xào giúp món ăn thơm ngon, đậu phụ giúp món ăn đỡ ngán và bổ sung đạm tốt cho cơ thể, giúp chắc xương và tăng cơ bắp. Nhưng dược tính chữa bệnh nằm chính ở lá hẹ. Trong món ăn này, lá hẹ vừa chín tới sẽ giúp thông họng, trợ phổi thải độc. Dược tính trong lá hẹ khi ăn nóng theo nước canh giúp thải độc qua da, đẩy khí độc qua đường mồ hôi, đồng thời giúp gan thận lọc sạch độc tố. Ăn bát canh xong thấy người khoan khoái. Tùy theo khẩu vị, quý vị có thể ăn 2 đến 3 lần trong tuần.
Món ăn thứ hai, canh mướp nấu hẹ giúp giảm ho, bổ phổi, hỗ trợ giảm đau xương khớp. Món canh mướp nấu hẹ có công dụng trị ho, trị cảm cúm, hạ sốt cực kỳ hiệu quả. Quả mướp rất giàu dưỡng chất, đặc biệt là có chứa hàm lượng canxi, magie giúp hỗ trợ ngừa đau nhức xương khớp. Lá hẹ nổi tiếng với dược tính hạ sốt, giải cảm, cho nên món ăn này rất được các thầy thuốc đông y dùng với những bệnh nhân viêm phổi, cảm cúm và cả đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 300g mướp và 1 nắm lá hẹ vừa đủ. Cách làm: xào qua mướp với một ít dầu ăn chín tới thì cho lượng nước vừa đủ đun sôi, cho hẹ vào nồi rồi tắt bếp ngay. Lưu ý, tuyệt đối không nấu nhừ lá hẹ và phải ăn canh ngay lúc nóng để tác dụng thải độc tạng gan, thận, phổi phát huy hiệu quả. Người cảm cúm, khó thở, gan thận lọc độc kém, ăn thường xuyên từ 3 đến 4 bữa trong tuần, kiên trì ăn đều đặn trong vòng vài tháng sẽ thấy cơ thể khoảng khoái. Ăn thường xuyên từ 3 đến 4 bữa trong tuần, kiên trì ăn đều đặn trong vài tháng sẽ thấy cơ thể thoải mái, khoảng khoái, giảm ho, sạch phổi và giảm đau xương khớp rất tốt. Món ăn thứ ba, canh hến nấu hẹ, điều trị tiểu đêm, mạch gân cốt. Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 200g hến, 50g hẹ lá, một củ hành tím và một ít rau răm. Cách làm như sau: hến luộc chín, lọc lấy nước và đãi lấy con hến. Phi hành thơm cho hến vào xào vừa vặn, cho đủ nước. Đun sôi thì cho cả hẹ và rau răm vào nồi, tắt bếp. Dược tính trong lá hẹ hỗ trợ thải độc cho thận, chữa chứng tiểu đêm. Hến chứa hàm lượng canxi cao nên hỗ trợ hệ cơ xương khớp rất tốt. Rau răm giúp cố tinh, tráng dương. Sử dụng món ăn này tuần 2 đến 3 lần, giúp chữa chứng tiểu đêm, làm mạnh gân cốt, chữa dương suy, ích tinh rất hiệu quả. Món thứ tư, cháo nấu lá hẹ giúp điều trị đau lưng, mỏi gối. Với những người ngoài 50 tuổi hay bị chứng đau lưng, mỏi gối thì nên làm như sau. Chuẩn bị 100g gạo, 20g hạt hẹ. Sau đó nấu cháo gạo tẻ với hạt hẹ. Ăn món cháo này trong vòng 10 ngày, mỗi ngày ăn 2 bữa món ăn này. Món ăn này giúp cải thiện chứng chán ăn, trị đau lưng, mỏi gối hiệu quả. Món thứ năm, hạt hẹ rang vàng giúp thải độc trong cơ thể. Do có đặc tính lợi tiểu, kháng khuẩn và có khả năng loại bỏ các gốc tự do, mà lá hẹ là một trợ thủ đắc lực cho việc giải độc trong cơ thể. Các chất độc trong cơ thể được loại bỏ qua quá trình bài tiết nước tiểu. Hẹ giúp loại bỏ các độc tố dư thừa trong cơ thể như các chất béo xấu, muối và nước. Qua đó, giữ cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan, thận, có thể hoạt động hiệu quả mà không bị các chất độc gây hại. Để có tác dụng điều khí dưỡng gan, kích thích ăn ngon, tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, bạn hãy dùng hạt hẹ rang vàng giã nhỏ, mỗi lần uống 5g, hòa nước sôi uống ngày 3 lần, dùng liền 10 ngày. Quý vị thân mến, các món ăn chế biến từ lá hẹ rất tốt cho cơ thể. Quý vị hãy tham khảo cách chế biến sử dụng như trên để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Bỏ hành lá đi, trứng rắn với thứ này đuổi ung thư, sợ hãi tránh xa. Quý vị thân mến, bên cạnh đậu phụ thì trứng cũng là một loại thực phẩm bổ dưỡng rẻ tiền và rất phổ biến trong bữa cơm hàng ngày của chúng ta. Trứng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe vì hàm lượng dinh dưỡng cao. Trứng rắn kết hợp với hành thì đã quá quen thuộc rồi. Có khi nào quý vị nghĩ rằng trứng cũng có thể kết hợp với những loại rau khác mang lại món ăn với hương vị thơm ngon không kém mà lợi ích cho sức khỏe thì lại tuyệt vời hơn rất nhiều. Thậm chí có thể phòng ngừa được cả bệnh ung thư. Vậy trứng rắn với rau gì mà lại có thể mang lại công hiệu tuyệt vời đến như vậy? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Số 1. Trứng rắn rau húng quế khiến ung thư sợ hãi tránh xa. Rau húng quế còn được biết đến với các tên gọi như là húng chó, là một loại gia vị với hương vị cay nồng, mùi thơm đặc trưng và tính ấm. Ngoài việc là một phần không thể thiếu trong nền ẩm thực Việt,
Húng quế còn được ứng dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, đông y. Loại rau này được coi là một phương pháp chữa bệnh hiệu quả, giúp giảm cholesterol, kiểm soát mỡ máu, giảm viêm và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Húng quế không chỉ là nguồn cung cấp sắt, canxi, kali, vitamin C và K, mà còn là một nguồn chất xơ quan trọng. Tối ưu hóa chế độ ăn uống của bạn. Khi rán trứng chung với rau húng quế, quý vị sẽ có được món ăn quý như thần dược. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng húng quế có các chất phytochemical giúp ngăn ngừa ung thư một cách tự nhiên, bao gồm ung thư da, gan, miệng và phổi do hóa chất gây ra. Húng quế có thể làm tăng hoạt động chống oxy hóa, làm thay đổi tích cực các biểu hiện gen, khuyến khích cơ thể tiêu diệt các tế bào có hại và ngăn chặn các khối u ung thư lây lan. Trong các thử nghiệm cho thấy, chiết xuất húng quế có khả năng bảo vệ, chống lại ung thư và tỷ lệ tử vong, đồng thời bảo vệ có chọn lọc các mô và tế bào bình thường khỏi tác động tiêu cực của phương pháp điều trị ung thư như xạ trị hoặc hóa trị. Trong khi đó, trứng với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào nên được nhận xét là một loại thực phẩm tốt cho cơ thể toàn diện, thúc tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao khả năng chống chọi cơ thể trước sự tấn công của bệnh tật, trong đó bao gồm bệnh ung thư. Số 2. Trứng rán thì là khắc tinh của tế bào ung thư. Trong số các loại rau xanh thì rau thì là được mệnh danh là vua chống ung thư. Nhờ khả năng chống oxy hóa dồi dào, chất chống oxy hóa trong rau thì là các hợp chất tự nhiên giúp bảo vệ các tế bào chống lại ảnh hưởng của các gốc tự do. Tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau thì là có thể giúp giảm viêm mãn tính và ngăn ngừa hoặc thậm chí điều trị một số bệnh gồm bệnh tim, Alzheimer, viêm khớp dạng thấp và một số dạng ung thư. Rau thì là rất giàu một số hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, bao gồm flavonoid. Là hợp chất thực vật này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và một số dạng ung thư. Bên cạnh đó, chất terpenoid có thể bảo vệ chống lại các bệnh về gan, tim, thận và não. Khi kết hợp chúng với rau thì là, các đặc tính chống ung thư có trong rau thì là càng trở nên mạnh mẽ và phát huy tối đa công dụng đối với sức khỏe. Các chuyên gia khuyến khích quý vị nên ăn một tuần ít nhất 2 bữa trứng kết hợp với các loại rau có đặc tính chống ung thư như rau thì là và rau húng quế để tăng cường sức khỏe một cách toàn diện, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Trên đây là toàn bộ nội dung trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.